Thưa quý vị, thưa các bạn, để tăng cường quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, Chính phủ đã có quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa. Đề án hướng đến nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân trong sản xuất tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Thực hiện công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2019, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Công Thương triển khai các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó, đối với các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, ngành công thương có trách nhiệm phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đồng thời nghiên cứu triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng trong đơn vị. Bộ Công Thương cũng đã triển khai xây dựng chính sách khuyến khích sản xuất, tiêu dùng sản phẩm nhựa tái chế, kế hoạch giảm thiểu, loại bỏ việc sử dụng phát thải túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường vào các chương trình đang triển khai thực hiện. Thời gian qua, một số đơn vị phân phối như Winmart, Big C, MM Mega Market, Lotte, Coopmart đã chuyển sang sử dụng túi cuộn tự hủy, túi ni lông tự hủy sinh học thay thế túi ni lông sử dụng một lần, sử dụng các khay, hộp, đĩa và một số vật dụng dùng trong sơ chế, chế biến thực phẩm được làm từ bột ngô, bã mía, sơ dừa. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng đã ý thức được việc sử dụng bao bì thân thiện môi trường trong sản xuất để cùng hưởng ứng các hoạt động của ngành công thương trong việc chung tay giảm thiểu chất thải nhựa. Doanh nghiệp của tôi cũng đang nghiên cứu và sản xuất các cái sản phẩm bao bì xanh. Đó cũng là tên của doanh nghiệp của tôi là Green Việt Nam. Thì mong muốn của chúng tôi là tạo ra các cái sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường xanh và phát triển bao bì bền vững. Mối nghi toàn cầu về rác thải nhựa thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái ý thức để mà tìm cái giải pháp cho cái chương trình đóng gói của bao bì gạo. Đặc thù của bao bì gạo thì khá là nặng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các dòng bao bì giấy thay vì những cái túi hàn ni lông thì buộc bằng dây gai. Đây cũng là một cái giải pháp mà được các trung tâm thương mại rất là quan tâm, đặc biệt là hệ thống Big C Việt Nam cũng đã quan tâm đến câu chuyện là làm sao cho bao bì thân thiện với môi trường, có một sắc thái riêng và khách hàng mua bao nhiêu cân đi chăng nữa thì vẫn có những chương trình đóng gói tự động. Và ý thức những câu chuyện này thì cái chất lượng về bao bì giấy có thể đắt hơn một đôi chút nhưng nó rất là thân thiện với môi trường và cũng mang cái ý cái việc mà tránh cái câu chuyện là rác thải nhựa. Do đặc điểm có giá thành sản xuất rẻ và tiện lợi, túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành vật dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn, chợ truyền thống. Ở các đô thị, lượng túi ni lông được tiêu thụ vẫn có mức tăng. Riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông thải ra môi trường. Do vậy, giảm thiểu các chất thải nhựa vẫn đang là thách thức rất lớn, rất cần có những hành động cụ thể, tích cực trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân để cùng chung tay giảm thiểu chất thải nhựa, hướng đến cuộc sống xanh, tăng trưởng xanh bền vững.